Thưa quý vị và các bạn, trong xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, chắc chắn quý vị thường xuyên nghe cụm từ nhà nước và nhân dân cùng làm. Tùy theo điều kiện kinh tế, tùy theo nhu cầu hiện tại, nhà nước sẽ huy động nguồn lực của nhân dân để thi công mới hoặc mở rộng các tuyến đường xuống cấp, song vẫn vì một mục đích chung là lợi ích của nhân dân. Thế nhưng hiện ở huyện Tân Phước có một tuyến đường được đại đa số nhân dân đồng tình ủng hộ nhưng vẫn chưa thi công được, chỉ vì còn dọn dẹn 5 hộ dân chưa đồng thuận khiến cho mọi người bị ảnh hưởng lây. Câu chuyện cụ thể như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Ống Kính Truyền hình ngay sau đây. Đường Đông kênh huyện Tấn Thành có tên gọi cũ là kênh Sáng do thực dân Pháp đào từ năm 1918. Điều này cho thấy vị trí vai trò quan trọng của tuyến đường liên xã Phước Lập và thị trấn Mỹ Phước này. Trải qua nhiều lần nâng cấp, tuyến giao thông huyết mạch này hiện vẫn còn hạn chế so với nhu cầu phát triển của xã hội, đang ít nhiều kìm hãm sự phát triển kinh tế địa phương. Đây chính là lý do để Hội đồng Nhân dân huyện Tân Phước ban hành nghị quyết số 61 đồng ý triển khai thi công công trình đường Đông kênh huyện Tấn Thành với mục tiêu duy nhất là phục vụ nhu cầu bức thiết của nhân dân, góp phần hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn mới. Vì vậy mà phần lớn hộ dân có đường đi qua rất phấn khởi và mong ngóng ngày khởi công thi công mở rộng tuyến đường 105 tuổi đang xuống cấp này. Con đường xuống cấp rất là trầm trọng, con em học hành rất là khó khăn. Nên bây giờ là theo quan điểm của là chính quyền là rất quan tâm đối với dân. Riêng quan gia đình bản thân của tôi thì rất là đồng tình đối với chủ trương đảng nhà nước. Tuy mặc dầu là mất thiệt hại đất rất nhiều nhưng mà là cũng phải hy sinh với đối với vấn đề điều kiện đất đai với để cho con đường này là làm cho thông thoáng để kinh tế xã hội mỗi cùng bà con nó sớm phát triển. Công trình đường Đông kênh huyện Tấn Thành có điểm đầu giáp giới cầu Bắc qua kênh huyện Tấn Thành thị trấn Mỹ Phước và điểm cuối giáp cầu kênh 3 xã Phước Lập. Chiều dài toàn tuyến khoảng 3.814 m, đi qua 178 hộ dân và chiều rộng mặt đường là 3.5 m, rộng hơn mặt đường hiện hữu, mặt đường lát nhựa, tải trọng 3.5 tấn, hứa hẹn sẽ rất khang trang, vừa đáp ứng tốt nhu cầu giao thông, vừa góp phần tạo vẻ mỹ quan, làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn khu vực đường đi qua. Khi các cấp chính quyền họp dân thông báo chủ trương đầu tư, người dân địa phương rất phấn khởi, kỳ vọng bộ mặt quê hương sẽ thay đổi tích cực. Đường của Đông Nguyễn Thành đó, hiện hữu thì tuy nhỏ nhưng mà nhà nước mình thì đang chương trình đang mở rộng đường thì bà con mình rất chấp nhận. Thì trong đó thì nói chung nó đi một phần lớn thì chấp nhận nhưng mà có phần nhỏ nữa thì bà con cũng có số họ cũng chưa thống nhất. Và với tinh thần và với địa phương áp thì góc độ địa phương thì tới giờ nhờ với mấy anh chú lớn tuổi đó thì mình cũng tới nhà mình vận động thì đến giờ phút này thì nói chung cái riêng cái áp bí lợi á của xã Phước Lập á thì dân bà con trong cái tuyến lộ Đông Nguyễn Thành này thì hiện tại giờ đóng nhất là 100%. Chắc phải em hỏi kỹ anh câu này, có nghĩa là chấp nhận là hiến đất và không có đền bù bất cứ cái khoản nào về cho cây trái và kiến trúc. Dạ cũng thưa chị vậy, thì nói chung và bà con mình đây thì nói chung trong mỗi cuộc họp á, thì có vận động, có biên bản hết, thì bà con mình chấp nhận hết 100% là nói chung là chỉ là hy sinh, hy sinh là vậy, là tại mình có quyền lợi chung, thì có quyền lợi thì phải có cái tiếng hy sinh, đặng mình có mặt hàng rào và cây xanh hoặc nhà cửa ở đó thì cũng phải đặng mình giải phóng mặt bằng, đặng đoàn thi công mới làm được. Thì nói chung nó riêng cái riêng áp bí lợi á, thì nói chung bà con mình là cái tiến lộ Đông Nguyễn Thành là 100% hết, không dứt hết, ký đoạn hết. Công trình đường Đông kênh huyện Tấn Thành là đường giao thông nông thôn có tổng vốn đầu tư khoảng 12 tỷ đồng. Đây là vốn từ ngân sách huyện, trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn, mà nhu cầu của người dân thì bức thiết và thiết thực, nên huyện chọn hình thức đầu tư là nhà nước và nhân dân cùng làm. Có nghĩa là người dân hiến đất, hiến hoa màu và vật kiến trúc, nhà nước chỉ hỗ trợ di dời trụ điện, ống cấp nước. Do trong thời gian dài sinh sống dọc con đường này chịu nhiều thiệt thòi, quá nhiều khó khăn trong giao thông, nên đại đa số nhân dân vui mừng phấn khởi, đồng tình với chủ trương và ủng hộ hình thức đầu tư của nhà nước, với hứa hẹn nhiều sự đổi mới, phát triển đi lên khi con đường này được mở rộng. Đặc biệt, người thụ hưởng không ai khác chính là người dân, cả thế hệ hiện tại cũng như thế hệ con em trong tương lai. Đường Đông kênh huyện Tấn Thành có đoạn đầu thuộc thị trấn Mỹ Phước, tuy chỉ có 29 hộ dân bị ảnh hưởng mở rộng đường, song các cấp chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc các thủ tục từ thông tin chủ trương, sự cần thiết đầu tư, quy mô công trình đến hình thức đầu tư với mong muốn người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của công trình và lợi ích chung của cộng đồng. Qua đó tích cực phối hợp cùng nhà nước thúc đẩy tiến độ để đường thi công sớm chừng nào thì lợi ích càng nhiều chừng đó. Có cây cối đó, nhưng mà giờ nếu mình nhà nước quan tâm, đảng quan tâm lo cho mình rồi thì mình hiến chứ không có khó khăn gì hết. Bề ngang của tôi với trên đó là cũng gần cả 100 mét á. Mít thì đang thu hoạch.
Nhưng mà sẵn sàng đồng ý để làm đường. Vì đảng quan tâm rồi các chính quyền đồ ai lo cho mình là giờ mình hỗ trợ. Cái này là dân với nhà nước cùng làm. Thì giờ mình phải hỗ trợ chứ tôi không có ngại gì trơn. Đường trong kênh huyện Tấn Thành thuộc đường nông thôn, song nằm liền kề với đường tỉnh 867 nên thời gian qua, nhiều hộ dân ở đây mạnh dạn đầu tư kinh doanh hoặc khuếch trương mở rộng quy mô sản xuất nên bà con rất mong mỏi đường được mở rộng, nâng cấp khang trang thì mới có thể đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, xe ô tô lưu thông và tất yếu sẽ thuận lợi hơn về mọi mặt cuộc sống. Vì vậy, không những chấp hành tốt cuộc vận động hiến đất, di dời kiến trúc qua màu, tự giác bàn giao mặt bằng thi công đường, mà bà con còn chia sẻ tạo điều kiện thuận lợi nhất với niềm tự hào nhà nước và nhân dân cùng làm. Trời ơi, nôn dữ lắm chứ. Nãy thứ nhất là cho con em mình nó đi học được, con cháu bữa hổm đây nó cũng té lên té xuống. Rồi thành ra rồi trời nắng á, cát nó dị lên. Thành ra rồi mưa xuống nó còn đỡ, bởi vậy biết bao nhiêu hộ người ta đây người ta phải đi tưới nước. Tưới nước đặng cho nó lóng xuống. Rồi là cát nó không có sùi lên mà mình cũng hy vọng là nhà nước chiếu cố cho tới dân mình đặng làm con lộ huyết mạch này coi. Chứ giờ quá trời té rồi, mình mong nhà nước tạo điều kiện làm được cái lộ là vui mừng dữ lắm. Đất cỡ nào cứ việc ban ra ban vô, việc cứ việc làm bình thường. Chủ trương chung của huyện Tân Phước là công trình đường trong kênh huyện Tấn Thành phải khẩn trương khởi công vì mục đích chính là phục vụ nhân dân. Song mục đích thứ hai cũng rất quan trọng là đảm bảo vốn đầu tư công được sử dụng hiệu quả, kịp thời. Tuy nhiên ở thị trấn Mỹ Phước hiện vẫn còn 5 hộ chưa đồng thuận với tinh thần chung này. Mặc dù ngành chức năng huyện phối hợp với lãnh đạo thị trấn đến tận nhà hộ dân để lắng nghe, nắm bắt ý kiến của dân, nhưng vẫn chưa nhận được kết quả tốt đẹp. Còn nhà nước làm này cũng lo cho dân thôi. Đó, thì những cái thành quả lao động thì gia đình của tôi thì cứ yêu cầu là để mà di dời đất tôi không có đền rồi, nhưng mà di dời cây rồi để phụ giúp cho tôi thôi. Thì giờ hỗ trợ là cái chuyện di dời cho tôi thôi. Việc 5 hộ dân trong tổng số 178 hộ không giao mặt bằng đã trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện công trình. Trong khi có nhiều hộ, mặc dù điều kiện kinh tế eo hẹp nhưng vẫn tự nguyện hiến đất làm đường vì họ thấy được lợi ích to lớn khi nhà nước mở đường. Riêng các hộ chưa thống nhất lại đặt ra yêu cầu này nọ trái với chủ trương đầu tư tuyến đường này đã được Hội đồng Nhân dân huyện phê duyệt hình thức đầu tư là nhà nước và nhân dân cùng làm. Vì vậy đến nay công trình chưa được khởi công khiến nhân dân địa phương rất nôn nóng, bức xúc và nguồn vốn đầu tư thì tổng trọng chậm giải ngân gây lãng phí. Thậm chí chính quyền thị trấn Mỹ Phước còn linh hoạt sẵn sàng huy động ngày công lao động hỗ trợ 5 hộ dân này di dời hàng rào, cây cối nhưng vẫn chưa có kết quả tích cực. Huyện có chủ trương đầu tư tuyến đường Đông Nguyễn Tấn Thành thì Ủy ban dân thị trấn đã tổ chức các cái khâu như là tổ chức họp dân để thông báo cái chủ trương đầu tư của Ủy ban dân huyện. Thì sau khi tổ chức họp dân đã có là 24 hộ trên 29 hộ dân thống nhất về cái chủ trương hiến đất, cây trái qua màu, di dời và kiến trúc không yêu cầu bồi thường. Tuy nhiên thì đến thời điểm này vẫn còn 5 trên 29 hộ là chưa thống nhất việc hiến đất và yêu cầu có bồi thường cây trái kiến trúc đối với công trình. Một số hộ thì đòi bồi thường cái phần đất bị ảnh hưởng bởi công trình. Một số hộ thì có yêu cầu là hỗ trợ cái phần kinh phí để di dời vật kiến trúc qua màu bị ảnh hưởng bởi công trình. Vậy là cái sự chưa đồng ý của 5 hộ dân đó chắc chắn là ảnh hưởng đến cái tiến trình chung của cái công trình, đặc biệt là ảnh hưởng đến sự lãnh đạo của địa phương. Thì đối với sự không đồng ý của 5 hộ dân này đã làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của công trình. Rồi đặc biệt là quan trọng nhất là ảnh hưởng đến hiện tại thì tình hình của con lộ là nó đã xuống cấp rất là nặng, ảnh hưởng đến cái việc đi lại rất lớn của người dân, rồi cái việc giao thương hàng hóa tại khu vực này. Và tới đây thì thị trấn đang trong cái quá trình xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, thì có một cái tiêu chí đó là tiêu chí về giao thông đô thị, thì cái việc mà chưa có thi công được cái tuyến đường này thì cũng ảnh hưởng đến cái tiêu chí là xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh. Chủ trương chung của huyện là công trình đường trong kênh huyện Tấn Thành phải sớm thi công, hoàn thành đưa vào sử dụng, phục vụ lợi ích toàn dân, trong đó có cả 5 hộ dân chưa đồng thuận. Thời gian thi công trong 2 năm, đặc biệt là phải được khởi công trong năm 2023 này và hoàn thành trong năm 2024. Vậy mà 5 hộ dân chưa chịu hợp tác, đòi hỏi nhiều quyền lợi chưa chính đáng, xem nhà lợi ích tập thể xã hội đang làm ảnh hưởng chung đến việc triển khai công trình. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến công trình bị trì trệ hoặc ngành chức năng huyện phải thay đổi phương án thi công đã được phê duyệt ban đầu thì rất tiếc. Thưa anh, hiện nay thì cái hạ tầng giao thông
toàn chung của toàn huyện Tân Phước á, thì nhìn chung cũng còn khó khăn. Xin hỏi mục đích nào mà huyện lại chọn cái công trình Đông Nguyễn Tấn Thành này để đầu tư? Thì huyện chọn đường này á, thì trước hết là theo tâm tư, nguyện vọng của đại đa số người dân trên tuyến đường này, cũng như là bà con khu vực hai xã Phước Lộc và thị trấn Mỹ Phước. Nhiều năm qua thì bà con đã kiến nghị rất nhiều lần. Tuy nhiên thì huyện chưa bố trí được nguồn vốn để đầu tư xây dựng. Thì đến nay huyện ủy và ủy ban nhân huyện quyết tâm bố trí nguồn vốn này, mặc dù nguồn vốn của huyện vẫn còn khó khăn, nhưng mà bố trí nguồn vốn để đáp ứng theo tâm tư nguyện vọng của người dân. Mặc dù không sinh sống ở địa phương này, nhưng mà nghe cái chia sẻ vừa rồi của anh đó, thì ống kính truyền hình cũng cảm thấy là rất cảm ơn sự quan tâm của đảng cũng như là chính quyền ở huyện Tân Phước. Tuy nhiên xin hỏi là vì sao mà cái tuyến đường này được thi công theo phương án là nhà nước và nhân dân cùng làm, đặc biệt là người dân không có được hỗ trợ về những cái ảnh hưởng về đất và cây cối kiến trúc? Thì nguồn vốn của huyện thì đang trong những khó khăn. Nhu cầu xây dựng của huyện là rất là nhiều. Tuy nhiên thì nguồn vốn được phân bổ về huyện rất ít. Đây là cái nguồn vốn từ cái nguồn vốn của huyện. Do đó thì qua nhiều lần lấy ý kiến người dân, thì đại đa số người dân thống nhất phương châm nhà nước và nhân cùng làm, phát huy cái vai trò là thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Do đó thì công trình này được triển khai theo cái hình thức nhà nước và nhân cùng làm. Ông chính truyền hình Tiền Giang cũng vừa có dịp tháp tùng cùng đoàn công tác để đi vận động các hộ dân mà chưa đồng tình này, và nhận thấy là vấn đề là chắc chắn là cũng còn nhiều việc để cần giải quyết. Tuy nhiên xin hỏi đặt ra tình huống là nếu năm hộ này vẫn không đồng tình thì về phía huyện sẽ có phương án thực hiện như thế nào? Như tình huống chị đã đặt ra thì huyện sẽ tính toán các phương án theo thứ tự như sau. Thì phương án thứ nhất thì thi công trên địa bàn xã Phước Lộc, dừng thi công ngay địa bàn thị trấn Mỹ Phước. Vì địa bàn xã Phước Lộc thì có 100% hộ dân đã đồng ý, và tuyến đường trên địa bàn xã Phước Lộc dài đến 3,3 km. Thì phương án thứ hai thì sẽ thi công toàn tuyến, tuy nhiên thì sẽ có giải pháp xử lý cục bộ tại một số điểm không giải phóng mặt bằng được. Phương án thứ ba là phương án mà huyện không muốn đưa ra, tuy nhiên thì nếu trường hợp xấu nhất thì cũng phải tính toán, nếu trường hợp bà con không thống nhất thì phải trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chuyển nguồn vốn dừng thi công công trình này để ưu tiên các công trình đã giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên thì theo ông kính truyền hình không có đồng ý với cái ba phương án dự phòng này, mà rất là mong muốn là ba năm hộ này sẽ đồng ý để chúng ta triển khai con đường này theo phương án ban đầu là thi công toàn tuyến. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Đây là cuộc họp dân để vận động 5 hộ dân đồng thuận với chủ trương mở rộng đường Đông kênh huyện Tấn Thành. Ghi nhận nhất là có cả đồng chí lãnh đạo cao nhất của huyện trực tiếp gặp gỡ và đối thoại với 5 hộ dân này. Rõ ràng, các cấp, các ngành địa phương không những quan tâm chăm lo đời sống của người dân mà còn tôn trọng, chia sẻ, lắng nghe mọi tâm tư, nguyện vọng để người dân thông suốt mọi chủ trương, chính sách của đảng, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và các quy định nơi sinh sống, nhất là hòa nhập chung, nhịp sống tích cực, sự phát triển của cộng đồng, của quê hương. Thưa quý vị và các bạn, trong lúc ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn, phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm là một trong những giải pháp hiệu quả, phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân. Dân làm, dân thụ hưởng, cách làm này đang áp dụng hiệu quả ở nhiều nơi, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông. Cụ thể ở tuyến đường Đông kênh Nguyễn Tấn Thành này, hầu hết hộ dân bị ảnh hưởng đều đồng thuận cao với phương án của nhà nước, sẵn sàng đóng góp công góp của để mở rộng đường. Chỉ còn lại vài hộ chưa đồng thuận. Nếu phân tích ra thì chỉ là cá biệt. Hy vọng sau khi chương trình này phát sóng, chúng tôi nhận được sự đồng thuận của 5 hộ dân để đạt tỷ lệ 100% như ý nguyện của nhà nước và cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, chương trình ống kính truyền hình của Đài truyền hình Tiền Giang hôm nay đến đây xin phép được khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.